Hello, xin chào quý anh chị em nha. Thì máy bên em cảm ơn quý anh chị em rất là nhiều. Thời gian vừa qua quý anh chị em luôn luôn ủng hộ kênh chị máy của em. Và cũng rất cảm ơn quý anh chị em đã ủng hộ máy bên em ha. Thì hôm nay em quay cho quý anh chị em xem tham khảo thêm cái động cơ Isuzu. Isuzu này là 4BG1 quý anh chị em. Động cơ máy thủy nha quý anh chị em. Isuzu 4BG1 số máy này bên 930656 125 kW của anh chị em, 2007 tua, 2700 vòng một phút. Động cơ này nhan lên gần 170 ngựa của anh chị em nha. Này có trục bô tăng áp của anh chị em. Thì động cơ này em bán em bao của anh chị em là máy nguyên gear ở trong đa không đủ hơi của anh chị em. Tất cả bộ phận phía bên trong máy hoặc là phía bên ngoài đều là nguyên gear hết, không có cái gì thay đổi. Chỉ có mất cái bo e chỗ này thôi, bo e chỗ này nó mất rồi. Cô bác anh chị em nếu mà mua động cơ này thì em sẽ kiếm cái bo e khác em gắn vô cho bác chị em. Thì động cơ này nó cái hộp số tháo rời ra ngoài của bác chị em. Anh em cô bác nào có cần mua hộp số thì có hộp số luôn. Thì tỷ số truyền của nó là 2 tua máy có, 3 tua máy có của bác chị em. Thì theo của bác chị em đang cần sử dụng cái hộp số bao nhiêu tua. Thì cái mặt hộp số này thì nó 4 tấc mốt của bác chị em. Mua măng 4 tấc mốt thì của bác chị em nào ở nhà có cái hộp số sẵn đó thì có thể mua cái động cơ này về gắn vô thôi. Còn nếu của bác chị em cần là mua luôn hộp số luôn của bác chị em nha. Đó. Động cơ này là lồng xi lên là 1 tấc lẻ 5. Nó có trục bô tăng áp cho nên là ngựa nó rất là cao, nó tầm 170 ngựa. Nó cũng có xương hàng gió xương hàng nước. Bô bên đây nó cũng có xương hàng bên bô lửa luôn, thành ra nó giải nhiệt cho mát rất là tốt. Thì giờ em quay cận cảnh cho quán game tham khảo thêm dép dòng máy nha. Thứ nhất là con heo đi. Con heo này nó có dù ga, nó hỗ trợ thêm cho tăng tốc đó. Thành ra động cơ này đời cao quá chị em đó. Thường thường mấy cái đời thấp thì xương hàng nó xương hàng tròn, còn đời này xương hàng vuông nha đó. Động cơ 4BG này thì nói chung là cũng rất là hot quá chị em nha. Lầm 5 nặng, nó so với cái dòng 40D thì nó đẳng cấp hơn rất là nhiều đó. Em thì em cũng không có gần bên máy thủy cho lắm, nhưng mà em thấy cái động cơ này nó quá đẹp cho nên em mua về để cô bác anh chị em nào mà có cần sở hữu á thì mua ủng hộ em cái động cơ Isuzu 4BG đó, là 1 tấc lẻ 5, dòng tua của nó 2007, maximum có thể 3000, còn công suất tối đa nó 170 ngựa. Cô bác anh chị em nào mà xài vỏ xài ghe gì đó, cano hay cái kiểu ha, đặt động cơ này xuống thì thôi khỏi nói luôn đó. Thì bên em cũng có bán hộp số luôn, thì cô bác anh chị em nào muốn cần hộp số bao nhiêu tua đó thì liên hệ bên em nha. Đó, tại vì hộp số thì em cũng không gần lắm, nhưng mà em có hàng. Đó, nhưng mà có anh chị em đang cần mấy tua thì có thể liên hệ giúp giùm em. Đó, mặt 4 tấc mốt này nó rất thông dụng nói cho em. Đó, nó lá 4 tấc mốt này rất là thông dụng cho nên có anh chị em rất là dễ mua hộp số nha. Đó, thầy chung nhau rất là nhiều. Em thu cái dòng tua nó khác thì có bác em có thể thay đổi dòng tua thôi. Động cơ này là rất là đẹp, cực kỳ luôn. Động nhất em đã thay rồi, do nơi quá trình vận chuyển nó bị bể nên em thay cái lọc nhất mới nha bác em. Về thì có bác em khỏi phải thay. Động cơ này cực kỳ luôn bác em. Em quay những cái bộ lông con tán chỗ này thì bác em thấy đó. Bộ lông bét các kiểu của anh em nha. Thì như cái chỗ này thì nó bị xét chút xíu, bị mấy con bộ lông này bị xét chút xíu nên cái đầu bộ lông. Quay cái kẻ mấy chỗ này cho anh em thấy. Rồi, anh đề máy cho anh em nghe tiếng máy nha.
cơ này đúng ra mình thử là mình phải gắn nước vô. Gắn nước vô cái bơm của bác em. Nhưng mà mình không có thời gian, mình gấp lu bu quá. Cho nên mình không có chuyển nước vô cái bơm này, cho nên mình chạy cái thôi mình tắt quá cho em. Sợ mình chạy lâu nó hư cao su quá cho em, hư cao su bơm nha. Cho nên mình chạy thử cái mình tắt máy thôi, cho có ảnh hưởng gì lớn. Trong cây Isuzu 4BG1 thì giá nó sẽ khác với cái 4BD1 đó chị. Tại 4BD1 là lòng nó tắt lỡ 2, còn 4BG nó tắt lỡ 5. Thêm một cái nữa là động cơ này là cái đời xuyên hàng vuông, đời cao, cho nên là giá nó cũng mắc hơn cái đời xuyên hàng tròn. Có nhiều cái để nó cái giá nó khác biệt quá chị em. Có nhiều khi có chị em hỏi giá thì giá nó cao quá chị em thấy ngần ngại. Nhưng thật sự ra cái máy đời cao thì nó giá sẽ cao hơn cái đời thấp chút xíu. Nguyên lý nó vậy, thêm một nguyên lý nữa là máy nó còn chất lượng như thế nào đó. Ví dụ như là nước sơn hay là các kiểu các bộ phận phía ngoài bên máy hay là chiếc vô hay là các kiểu thì nó còn chất lượng khá thì cái máy nó sẽ giá cao hơn. Đó. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em động cơ này nha. Đó. Quý anh chị em có hộp số rồi thì không mua hộp số, còn chưa có hộp số thì mua hộp số bỏ vô. Tại vì hộp số của quý anh chị em mỗi người mỗi ý của anh chị em. Xài ghe lớn thì hộp số nó khác, còn xài cano thì hộp số khác. Còn xài xà lan thì số khác, thành ra nó nhiều chủng loại để cô bác anh chị em lựa chọn. Có nhiều quá chị em chạy thẳng thì ghét luôn, không có hộp số nữa. Cho nên thì em khi em báo giá thì em sẽ không báo giá luôn cả hộp số, báo giá cái động cơ thôi. Còn cô bác anh chị em muốn xài hộp số gì đó là tùy chọn đó, thì mình sẽ là cộng vô đó. Tại vì cái hộp số thì nói chung là em cũng không có gành đó. Chỉ biết là cái nó lá cái mặt nó 41, của mình 41 thì có anh em nào có cái đồng có số nào cái mặt 41 thì dẫn vô ngay bon luôn. Chị em nha. Thì cái động cơ này thì giá của nó là trên 70 triệu quá chị em. Trên 70 triệu nha. Giá cả thì nó trên 70 triệu chút xíu. Có chị em nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nha. Giá cụ thể hơn thì em sẽ báo cáo trước quá chị em là giá nó trên 70 triệu. Đó. Rồi, động cơ này em thử máy và em đã quay cho quá chị em dán dòng máy đã xong. Thì có quá chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giúp giùm em. Thì em xin chào và chúc quá chị em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại.